đoạn thứ 10, lời Chúa Giêsu chép rằng: Người chăn chiên hiền lành, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng vào từ nơi khác thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người, nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là rung trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặt đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, vì chiên mình có sự sống mình.